Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hoảng sợ với khả năng bị truy nã quốc tế. Tô Lâm cho chặn các bản tin điều tra của Slovakia về vụ bắt giữ ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này. Thưa các bạn, tôi đứng đây, ngay phía sau lưng tôi, đây chính là tòa đại sứ của nước Slovakia tại Đức, nơi cách đây không xa, khoảng 500m, cũng đã diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay tại công viên ở trung tâm Berlin. Và điều đó đã gây chấn động từ trước đến nay và vụ việc chưa dừng lại ở đây. Dư luận tại Đức và Slovakia và trên châu Âu đang đánh giá rất cao vụ bắt giữ này, bởi vì ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák là người được cho rằng có liên quan đến việc tổ chức cho ông Tô Lâm và Bộ Công an Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh bằng hình thức hội họp và cho mượn máy bay để chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava bay sang Moscow và từ đó về Việt Nam. Tòa án tại Slovakia cũng đã đưa ra phán quyết tạm giam 3 tháng với ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia này, bởi vì họ nghi ngờ phía sau ông ta đã ăn rất nhiều tiền của Bộ Công an Việt Nam đến tới hàng triệu USD và nhiều khoản khác từ các nguồn khác nhau bất hợp pháp. Quả thực, giữa hội nghị trung ương lần thứ 5 tại Hà Nội đang diễn ra rất căng thẳng với trò đấu đá quyền lực trong nội bộ của Đảng, thì việc Slovakia khởi tố bắt giam ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia nó như một tiếng sét đánh ngang tai ông Tô Lâm. Điều đó dẫn đến việc ông Tô Lâm không muốn người dân trong nước và đặc biệt là các lãnh đạo cấp cao khác của Đảng Cộng sản Việt Nam biết được điều này, nên ông ta đã yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khóa các bài báo đăng tin của Slovakia về vụ bắt giữ ông Bộ trưởng này, với hy vọng rằng trong hội nghị trung ương lần thứ 5 đang diễn ra thì ông Tô Lâm có thể giành được một trong những ghế tứ trụ nào đó. Với việc bắt giữ này thì sinh mạng chính trị của ông Tô Lâm như ngàn cân treo trên sợi tóc, vì khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia khai ra vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cùng ông Tô Lâm và Bộ Công an Việt Nam thì ông Tô Lâm có thể phải bị nhận án truy tố, đồng thời nhận được lệnh truy nã quốc tế trên toàn cầu. Điều đó sẽ gây tác hại rất lớn đối với nền chính trị của Việt Nam khi một người như ông Tô Lâm đi ra nước ngoài có thể sẽ bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Vì sao mà bản tin đó lại quan trọng đến như vậy khi Slovakia ra lệnh bắt giữ ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ? Mời các bạn theo dõi bản tin này của chúng tôi. Slovakia bắt cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, người liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Vào hôm 20 tháng 4, báo chí của Slovakia đồng loạt đưa tin cơ quan an ninh của nước này đã bắt giữ ông Robert Kaliňák, cựu phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ của nước này. Ông này là người đã bị cáo buộc giúp đỡ phía công an Việt Nam với người đứng đầu là ông Bộ trưởng Tô Lâm trong vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh khi đó. Ông ta vốn là cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người bị an ninh Việt Nam bắt cóc khi đang làm đơn xin tị nạn chính trị tại Đức vào hồi năm 2017. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do từ Berlin, nhà báo cho biết, theo như thông tin mà tôi vừa nhận được và trao đổi với các phóng viên nhà nước ở Slovakia, thì họ nói rằng việc ông cựu Bộ trưởng Robert Kaliňák bị bắt giữ lần này có liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông ta trong thời gian vừa qua, bao gồm tham nhũng, nhận hối lộ, tham gia các tổ chức tội phạm có tổ chức. Chính vì vậy mà đã bị cơ quan an ninh Slovakia chuyên trách việc theo dõi tội phạm trong đội ngũ chính trị gia và công chức của Bộ Nội vụ ra lệnh bắt giữ và tạm giam nhiều tháng. Vai trò của chính trị gia người Slovakia mới bị bắt trong vụ việc như sau. Vai trò của ông cựu bộ trưởng này rất lớn, bởi vì ông ta là người nắm giữ chiếc chìa khóa giúp cho phía Việt Nam có máy bay của chính phủ Slovakia để chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang bên Moscow, từ đó tiếp tục về Việt Nam. Nếu không có chuyến bay đó của chính phủ Slovakia và không có công hàm của chính phủ Slovakia nói rằng ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia đang ngồi trên chuyến máy bay đó, thì nó không được bay qua không phận của Ba Lan. Và đó chính là sự lừa dối của ông cựu bộ trưởng này, vì khi đó ông ta không hề ngồi trên chuyến máy bay với 12 sĩ quan công an của Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tô Lâm. Sau bản tin này, chắc người dân Việt Nam cũng không muốn gì một người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho họ khi ra nước ngoài lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là các lãnh đạo của các nước trên thế giới sẽ tẩy chay và không đón tiếp ông Tô Lâm trong thời gian tới khi ông đi ra nước ngoài. Thậm chí nếu ông
đi cùng đoàn có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào để đưa ra xét xử tại Slovakia. Thì đây là điều ông Tô Lâm dường như không muốn, cho nên ông vẫn tìm mọi cách để ngăn chặn các bản tin của tờ Thời báo.de chia sẻ về vụ việc bắt giữ ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia này. Và khi tòa án tại Slovakia xét xử thì chúng tôi cũng sẽ có mặt tường thuật tại chỗ cho các bạn biết diễn biến vụ án này. Cũng tại hội nghị trung ương lần thứ 5 này của Đảng Cộng sản Việt Nam, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên trung ương của Đảng hãy cần xem xét suy nghĩ cẩn thận đối với trường hợp ông Tô Lâm, để tránh cho việc một người mang tiếng với quốc tế như ông ta khi đi ra công tác ở nước ngoài với vị trí quan trọng trong Đảng thì sẽ bị quốc tế đề phòng, không thèm tiếp đón, thậm chí là bắt giữ ngay tại chỗ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Hoàng sợ với khả năng bị truy nã quốc tế, Tô Lâm cho chặn các bản tin điều tra của Slovakia tại Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.